thoải mái thì năm bảy, quá thoải mái năm, thoải mái năm mười. Mà chưa chắc gì người ta đã đi đủ như ngày xưa. Ngày xưa tụi em á là dự trù 33 bàn, ý 30 bàn mà lên tới ngày cuối cùng á, nó vô đến nước đẻ là 35 bàn, tôi phải kêu nhà hàng phải thúc đồ ăn liền. Tôi giao với người ta là buổi phát sinh thêm về ba bàn không có chạy nổi, mình không nói nổi. Đó, đó, mở thành ra từ 30 bàn mà lên tới 35 bàn luôn. Đó, em đang sợ cái vụ do đó này. Đấy, tính là chính xác thì tại vì bây giờ thật sự ra nếu mà ít thì em lỡ mà em xin bàn cho em coi tiếp. Coi như lúc đó là chấm hết đó gì vậy ta?